Trần Thị Thanh Thúy, 3 tháng trở lại Việt Nam và 3 tấm huy chương đủ màu sắc. Trong khoảng thời gian hơn 3 tháng về Việt Nam, Thanh Thúy đã có được 3 tấm huy chương khác nhau cùng ở cấp độ đội tuyển và câu lạc bộ. Trần Thị Thanh Thúy vẫn là một cái tên luôn thu hút được sự quan tâm bậc nhất của làng bóng chuyền Việt Nam. Đầu tháng 8 này, Thanh Thúy sẽ quay trở lại Nhật Bản để cùng PFU Blue Cats tham dự mùa giải V-League tiếp theo. Khoảng đầu tháng 4, Thanh Thúy trở về Việt Nam sau quãng thời gian 8 tháng thi đấu tại Nhật Bản. Khi đó, cô chủ công này chỉ có quãng thời gian khá ngắn ngủi để tập luyện cùng với đội tuyển nữ trước khi tham dự SEA Games 31. Ở giải đấu mà Việt Nam là chủ nhà, đội tuyển nữ đặt mục tiêu bảo vệ tấm huy chương bạc. Tuy nhiên, riêng nữ đội trưởng sinh năm 1997 lại đặt mục tiêu bản thân là cố gắng giành tấm huy chương vàng. Đây là điều mà bóng chuyền nữ Việt Nam chưa từng thực hiện được tại các kỳ SEA Games vừa qua. Trải qua 5 trận đấu, Thanh Thúy và các đồng đội chưa thể làm nên chuyện trước Thái Lan và tiếp tục về nhì ở SEA Games 31. Tuy nhiên, đây cũng là kết quả chấp nhận được khi 4T và các đồng đội giành được một set thắng tại vòng bảng. Đây là thành tích mà sau 11 năm, bóng chuyền nữ mới tái lập được trước người Thái. Sau khi kết thúc SEA Games không lâu, cuối tháng 6, Thanh Thúy cùng VTV Bình Điền Long An tham dự giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền tại Ninh Bình. Đây là giải đấu đánh dấu sự trở lại của nữ chủ công sinh năm 1997 sau quãng thời gian dài xuất ngoại. Ở giải đấu này, Thanh Thúy cho thấy sự trưởng thành của cô sau quãng thời gian đi du học. Và không thể phủ nhận, cô gái mang áo số 3 đã góp công lớn vào chức vô địch giải Cúp Hoa Lư của đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngay sau đó, Thanh Thúy tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia sau một năm vắng bóng. Là một trong số ít đội bóng không sử dụng ngoại binh, tuy nhiên, VTV Bình Điền Long An vẫn dễ dàng lọt vào top 4 đội xuất sắc nhất giải. Ở trận đấu bán kết, trước đối thủ là Gelesimco Thái Bình, đang sở hữu ngoại binh Polina cực khủng và có đẳng cấp quốc tế, thì Thanh Thúy và các đồng đội của mình đã phải nhận thất bại. Tuy nhiên, ở trận đấu tranh 3-4, VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng trước Ninh Bình Doveco để giành tấm huy chương đồng. Trải qua 3 giải đấu trong ít tháng ngắn ngủi, đội trưởng của VTV Bình Điền Long An đã có những tình huống đỡ chắc bước 1, cùng với đó là những pha đập bóng ghi điểm và chắn bóng vô cùng chắc chắn. Có thể thấy, Thanh Thúy vừa có sự hiệu quả ở khâu phòng ngự, vừa có sự chính xác ở khâu tấn công. Như vậy, sau hơn 3 tháng tham dự 3 giải đấu tại Việt Nam, Thanh Thúy đã có cho mình 3 tấm huy chương khác nhau. Đầu tiên là huy chương bạc tại SEA Games 31, sau đó là tấm huy chương vàng tại Cúp Hoa Lư Bình Điền và cuối cùng là huy chương đồng tại giải vô địch quốc gia. Trong năm 2022, Thanh Thúy sẽ tiếp tục sưu tầm cho mình thêm những danh hiệu mới. Yeah. I think someone sent me a very long time ago.